Trời hôm nay thì sau một ngày lạnh và có tuyết thì trời hôm nay nó tốt hơn. Bầu trời trong xanh, ấm hơn một chút. Vợ chồng mình chuẩn bị đi tập thể dục đây. Chào mọi người, chào tất cả các bạn. Xin chúc một ngày tốt lành. Hi everyone. Have a good day. Một bụi tulip mới vừa nhô được khỏi mặt đất các bạn. Bắt đầu là cây có những cái bụi bông á, bụi hoa nó là nảy chồi và nhô được khỏi mặt đất. Bụi hoa tím đây nè, nó đẹp lắm. Khi nó nở lên thì chúng ta chỉ thấy là một mảng màu tím. Mảng này nó lớn quá rồi, hồi trước nó chỉ bằng chọn chừng một cái miệng chén thôi, bữa nay nó là một về như thế này rồi. Chắc lát mình tập thể dục về thì mình bứng nó ra rồi cấy vào những chỗ khác nữa, chứ ta mọc nhiều chỗ vì nó không đẹp. Chuẩn bị cho mùa xuân đến rồi các bạn ơi. Lavender nè, có mùi thơm, làm dầu thơm á thì cũng đã lớn rồi. Họ mới đem về thì nó cho khoảng chừng 2-3 phân thôi, hay cái con mình nó cho hôm nay mình cấy lên nó thành một bụi lớn rồi đó. Năm nay chắc có bông đẹp lắm. Hai bụi hoa vàng và tulip ở ngay cổng ra vào nhà của mình thì tiếp tục lớn lên. Bụi hoa hồng nay vẫn còn vậy đó, chứ vài bữa nữa đâm chồi nảy lộc thì nhanh lắm. Cái này nó rất sai hoa sai bông, nó ra đỏ rực hết rồi. Thì bụi cái bông cúc trắng này các bạn, Mercury nè, mình cũng thích trồng lắm, bông cũng rất là nhiều. Bụi hoa cẩm chướng còn sống được là mừng rồi, quá mùa lạnh nó còn sống được là mừng. Được 2 bụi đây lắm, đây là một bụi nữa. Bụi Mercury mà mình mới cấy năm rồi, chừng khoảng độ 1 tháng nữa thì các bạn thấy á, bắt đầu là mấy cây hoa nó đã đầy ở trong cái vườn phía trước của mình rồi. Bữa nay tập đi về kéo dẻ lẽ là mình phải làm cỏ trước, rồi rảnh thì thay đất luôn, để vài bữa rồi không có rảnh làm không kịp. Bụi hoa tulip của nhà hàng xóm á, cái bên đây cũng lớn quá các bạn ha. Bụi này là lớn lắm nhưng mà bông nó màu vàng tròn, là tulip này, tulip tròn cũng không đẹp lắm. Mình à, ngay bên mình thì đưa tulip này là loại tulip mà cái búp của nó đó dài dài mà thấy mới đẹp, chứ loại tròn mà thấy không đẹp. Còn khúc gỗ này á, thì bữa hổm mình cất công mình mang từ bìa rừng về này các bạn. Mình thấy cái thân gỗ nó cũng đẹp, mình dùng để trang trí cho cái kệ của mình hôm trước mình và mọi người cùng làm đó. Ông thì mình thích quá bứng tạm để trồng đây, không biết để làm gì, chứ thông mà trồng đây thì làm sao nó lớn được. Rồi kệ cái để đây đi, rồi tính sau. Cảnh vật phía sau vườn nhà của mình nữa các bạn. Cái dãy nhà cận đô phía sau mình nó cũng rất đẹp các bạn ha. Ở trên cành thì những cái bút nó cũng đã trổ ra được bạn, cái chồi non nó trổ ra rồi đó. A lot bulb on the branch now. Spring is coming.
Hôm nay mình dẫn vợ mình trở lại Eco House cho vợ mình biết cái tòa nhà này. Đây là tòa nhà Eco House mà mình đã chia sẻ với mọi người và các bạn trong những cái video trước. Vợ mình đến thăm Eco House rồi các bạn. Eco House các bạn đọc giùm mình đi, mình không hiểu, không hiểu nói gì. Cái ngôn ngữ bản địa hồi xưa ở đây quá, indigenous ở đây quá. Vui hả các bạn ha, chắc cô các cô giáo dân học trò tới đây đó. Trở lại Eco House lần này mình có dẫn vợ mình đến năm qua gặp cô giáo cái trường mẫu giáo dân học sinh đến sẽ có kích từ dễ thương các bạn ha, dành cho nít nhỏ xíu gì đó đó. Vợ mình tới thử cái là sao rồi đó, mấy cái ô này nè, vườn cây à. Ồ cô giáo khuấy động trồng cây không, các bạn thích trồng cây thì mùa xuân đến đây hoặc mùa hè các bạn đến đây các bạn trồng cây, họ tạo điều kiện cho mình trồng cây hết á. À, trồng lúc nào mà còn sống đây, hay là tại vì nó có thể sống được trong mùa lạnh? Baro hả? Baro ăn được á hả, giống như hành đó hả? Baro để ăn chay á. À cái bông đẹp hết các bạn ha. Là màu tím nè. Sưng đến rồi đó các bạn. Lú lú lên hết rồi đó. Hoa cỏ đâm chồi. Cái này là cũ nè, hồi xưa năm rồi nè hả bố. À. Cổng vô communication garden này các bạn. Cũng cất cho khách viếng đến chơi mà. Anh đi community garden. Mà chỗ này các bạn có hạt giống gì đó các bạn muốn giới thiệu với người ta, giống mới của mình bỏ cái tủ này. Người ta sẽ lấy, người ta trồng hoặc người ta có, mình muốn lấy hạt giống về mình mở tủ để lấy hạt giống. Yêu rồi các bạn. Mà mùa xuân thì hoa tulip bắt đầu nó trỗi lên nè. Đó. Tulip này nhiều lắm đó nha, trong tương lai mình sẽ thấy đẹp lắm. Và mùa xuân mình quay trở lại đây, cô giáo dẫn các em ra về, gửi phim này cho các cô mẫu dạy mẫu giáo ở Việt Nam mình. Cái chuông gió là lạ các bạn, chuông gió này á, muỗng nỉa, lon bia. Khu nhà mà bên đây đẹp quá các bạn ha, dân cư đây chắc cũng giàu. Basement của tòa nhà là các bạn. À, tulip đây rất nhiều, hai các bạn ha. Xuân đến rồi các bạn, chồi non nó nảy ra rồi nè. Giống hoa mai ở Việt Nam các bạn ha.
Thôi vợ chồng mình tạm biệt ngôi nhà với gặp một người vụ quản lý ở đây. Họ hẹn là mùa xuân đến thì tòa nhà sẽ đẹp hơn. Mùa xuân mình và mọi người sẽ quay trở lại nhà này nhé. Rồi, vợ mình rất là thích ngắm cái nhà này rồi. Đẹp hả các bạn ha? Đó. Để mùa xuân đi, mùa xuân rồi mời mọi người cùng với vợ chồng mình trải nghiệm. Khu vực nhà này cũng đẹp lắm các bạn ha. Các bạn nhìn thấy nè, sau mùa đông mình thấy cây thông nó có nhiều bông lắm, có lẽ nó sẽ đơm bông cái trái vào mùa đông á. Anh thấy không? Nó có bò trái hay nào mình không biết. Nhìn thấy vậy á, sau thời gian có bông thì hôm nay trái nó đầy được ngọn hết. Chợ Nation nè các bạn, chợ với đầu tàu Hamilton đó. Từ chợ ra bãi xe xa nên mình nên cái xe của con nó sắm mình lúc trước. Đây là chợ Nation sáng ngày hôm nay nè. Mình còn, vợ chồng mình cũng muốn mua một số ít đồ Việt Nam như châu Á là phải ghé chợ này. Mình như mình đi tìm mì đó, Sapoco vậy đó. Không biết nữa, đi tìm đại đi. Đây, chợ đây, chợ đây, đây Sapoco. Khi mua mấy gói, mua đại 2 gói ha, 4 đồng 59 xu một gói. Để thử mình coi Kim Ra có mì gói không các bạn ha. Có mà hiệu gì không à, không có gì hiệu Hảo Hảo. Mì gói thì có nhiều nhưng mà không có hiệu Hảo Hảo các bạn ơi. Không có Hảo Hảo. Thực tế bây giờ khiến người ta có sợ đo. Nhưng ngôi chợ hoa như thế này trước đây ít khách, bây giờ thì khách rất là nhiều, khách ngay cả khách Tây của mình. Giá cả ở đây thì nó thấp hơn những cái ngôi chợ Tây cho nên nó cũng thu hút khách Tây ngày càng về đây. Vợ mình đang chọn lựa gì đó không biết. Nhà mình mua coi có bột ngọt, đậu đen, đậu đỏ, đậu phộng. Màu đen, đậu đỏ, đậu phộng. Bột ngọt thì anh không biết rồi. Đậu đen, đậu đỏ mà gói nhỏ đó anh biết không? Rồi, đây là đậu xanh. 1.99 một thứ hết. Để mình dẫn vợ mình đi lựa chọn này, chẳng biết lựa thứ nào, mua cái bột xanh là thôi. Ở mình qua lấy đi, mình không biết. Và mình nói phải đậu xanh nguyên vỏ. Rồi, thua. Mình chọn đi, đủ các thứ hết. Nè, đậu xanh, đậu đỏ nguyên hột nữa, hột thì rồi vỏ không vỏ. Ừ, nè. Rồi bột năng, bột gì tùm lum nè, đó mỗi lần em tìm nè. Bột làm bánh nè, bột há cạo, bánh bao, bột năng, bột khoai tây, bột bắp, bột nếp, bột gạo chiên giòn, bột bánh khọ, bánh tiêu, củ cải, bánh bò, bánh bèo, bánh canh, bánh da lợn, everything. Tây hồi, tây bún vỏ quế gì để đóng phở để đầy đủ các bạn. Cái hàng thịt của chợ Nation sẵn nè các bạn. Phía trước chúng ta có giá là 10 đồng pork ham steak sườn heo, giá là 5 đồng beef outside sandwich steak. Không, cái bà cụ đi chợ nhìn giá cả là lắc đầu than mắc quá. Có giá là 1.99 sale. Khu vực rau cải bài đẹp các bạn ha, ngon các bạn ha. Mùng tơi là các bạn có giá là 2.65. Mua thử một thịt về để hôm nay mình gieo thử coi. Thế cây còn mua mắc quá. Đây là hàng bán khoai nè. Nè. Bubble meat with potato. Gạo rồi các bạn. Người châu Á mình là thấy gạo là chủ yếu. Không có gạo mà qua em quay của mình hay ăn. Bông hồng thì ta nói ngon lắm, giá rất cao, 23.99 xu một bào 8 kg. Bưởi pomelo, red pomelo có giá là 1.59 xu một trái. Mít hồ nó cạnh trái có giá là 1.99 một bào pomelo.
có giá là 1 đồng 59 cho một bao. Một mango spray giảm giá là mình vẫn có giá là 5 đồng 99 xu cho một bao. Giá 3 đồng 99 xu một bao. California Green Pomelo có giá là 5 đồng 2 trái. Đang đi tìm rau quế, một gói vậy là giá 2 đồng 21 xu. Ở Việt Nam mình rau quế rẻ mà, và tươi hơn đây nhiều, ngon hơn nhiều. Đây nấu canh chua là các bạn có giá 2 đồng 08 đến 1 đồng 84 một gói. Gói spinach nè đi. Rau bò xôi thì giờ mình trồng thử, năm nay mình trồng thử coi. Có giá là 2 đồng 65 xu một bó. Để mình mua thử rồi mình trồng ra được không các bạn ha. Xong rồi. Yeah. Đây là khoai mì. Khoai sọ. Ủa, qua đường mì lên có giá là 1 đồng 59 cho một bao. Ảo rồi nè các bạn. Giá thì rẻ à, có 17 đồng 99 thì là 18 đồng còn rẻ hơn như chỗ Ocean 1 đồng. Để mình hỏi vợ của mình có mua không? Gần đây cũng có Cinemax nè các bạn. Landmark Cinemax. Đây là các phim chiếu ngày hôm nay nè. Hôm qua nói chuyện với lại cháu nội lớn ở Mỹ á, thì hai chị em nó cũng vừa đi Cinemax. I order coffee cho hai chồng mình. Cái coffee mà mình thích nhất đó là French Vanilla ở Tim Hortons. My favorite is French Vanilla from Tim Hortons. Có xe hơi á, thì mỗi lần mình bên con đi về gặp xe buýt về tới đây, thì vợ chồng mình thấy transfer ở đây connect chuyến ở đây.